Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn móc họa tiết hoa 3D. Kiểu móc này thì các bạn có thể móc các loại áo, móc túi hoặc là móc khăn đều được. Mặt trái và mặt phải của họa tiết này đều rất là đẹp và mũi bính thì các bạn phải tạo là 6N+1, nhưng mà phải tạo ít nhất là 25 mũi bính để tạo ra được 3 bông hoa. Hạng 1, móc 4 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi vào trong cùng một chân và cùng một mũi bính. Ở cái phần đánh dấu họa thị trên chát chữ này thì móc 1 mũi bính, bỏ qua 5 mũi bính, móc 1 mũi đơn và móc 1 mũi bính. Bỏ qua 5 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi trong cùng một chân. Móc 3 mũi bính, móc 3 mũi kép đôi trong cùng một chân mà 3 mũi kép đôi trước đó đã móc. Từ cái chỗ mình đánh dấu họa thị đó, nếu như mà các bạn tạo nhiều hơn 25 mũi bính trước đó, móc 1 mũi bính, 1 mũi đơn và 1 mũi bính. Bỏ qua 5 mũi bính và móc 4 mũi kép đôi để kết thúc hàng thứ nhất. Hàng thứ hai, móc 1 mũi bính rồi quay sản phẩm trở lại, móc 1 mũi đơn. Ở phần đánh dấu họa thị thì móc 5 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước
giữ tất cả các vòng len cuối cùng ở trên kim. Bỏ qua cụm một bính, một đơn và một bính. Rồi móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len cuối cùng ở trên kim. Trượt một mũi quay trở lại xuyên qua 7 vòng len. Móc 5 mũi bính. Móc một mũi đơn ở giữa 3 mũi bính đã tạo ở hàng 1 đấy. Lặp lại từ cái phần đánh dấu hoa thị này. Nếu như mà bạn tạo nhiều hơn 25 mũi bính trước đó. Rồi móc 5 mũi bính. Rồi móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Bỏ qua cụm một bính, một đơn một bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len cuối cùng ở trên kim. Trượt một mũi quay trở lại xuyên qua 7 vòng len. Móc 5 mũi bính và móc một mũi đơn. Kết thúc hàng 2. Hàng thứ 3. Móc một mũi bính. Rồi quay trở lại, móc một mũi đơn, móc một mũi tỉ bính. Móc 3 mũi kép đôi vào giữa cùng một cái khoảng trống ở cụm 6 mũi kép đôi ở hàng 2 đó. Móc 3 mũi bính.
rồi móc 3 mũi kép đôi vào cái khoảng trống trước đó đã móc 3 mũi kép đôi. Lặp lại một lần, một mũi bính này, một mũi đơn, một mũi bính. Ba mũi kép đôi và trong cùng một cụm của sáu mũi hàng trước. Rồi móc 3 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi vào cái cụm mà trước đó đã móc này. Móc một mũi bính và một mũi đơn, kết thúc hàng ba. Hàng thứ tư móc 4 mũi bính rồi quay trở lại, móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Trượt một mũi trượt, quay trở lại qua 4 vòng len. Móc 5 mũi bính, một mũi đơn. Giữa 3 mũi bính mà đã tạo của hàng trước đó. Móc 5 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước. Giữ tất cả các cái vòng len cuối cùng ở trên kim. Bỏ qua cụm một mũi bính, một mũi đơn, một mũi bính. Tiếp tục móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Trượt. Trượt một mũi, quay trở lại qua 7 vòng len. Lặp lại từ cái phần đánh dấu hoa thị này. Nếu như mà bạn tạo nhiều hơn 25 mũi bính trước đó,
Rồi móc 5 mũi bính, móc một mũi trơn và móc tiếp 5 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước. Móc 1 mũi kép đôi. Và trượt một mũi quay trở lại xuyên qua 5 vòng len. Kết thúc hàng thứ 4. Hàng thứ 5 thì móc giống như hàng 1. Cũng là tạo 4 mũi bính này. Rồi tạo 3 mũi kép đôi trong cùng một khoảng trống. Móc 1 mũi bính, bỏ qua 5 mũi bính, móc 1 mũi đơn, móc 1 mũi bính, bỏ qua 5 mũi bính, móc 3 mũi kép đôi trong cùng một khoảng trống. Móc 3 mũi bính, móc 3 mũi kép đôi ở trong cùng một cái khoảng trống mà trước đó đã móc 3 mũi. Lặp lại phần thánh dấu hoa thị. Nếu như mà trước đó các bạn tạo nhiều hơn 25 mũi bính, móc 1 mũi bính, 1 mũi đơn, một mũi bính, bỏ qua 5 mũi bính và móc 4 mũi kép đôi. Hàng thứ 6 thì móc giống hàng thứ 2 là tạo một mũi bính này, rồi quay đầu lại, móc một mũi đơn. Ở phần đánh dấu hoa thị, móc 5 mũi bính,
móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Bỏ qua cụm một bính, một đơn một bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim và trượt một mũi quay trở lại xuyên qua 7 vòng len. Móc 5 mũi bính, một mũi đơn giữa 3 mũi bính ở hàng trước đó đã tạo. Lặp lại từ cái phần đánh dấu hoa thị này. Nếu như mà bạn tạo nhiều hơn 25 mũi bính trước đó. Rồi móc 5 mũi bính, bính này. Rồi móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước. Giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Bỏ qua cụm một bính, một đơn một bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len cuối cùng ở trên kim. Trượt một mũi quay trở lại xuyên qua 7 vòng len. Móc 5 mũi bính và một mũi đơn, kết thúc hàng thứ 6. Hàng thứ 7 móc giống hàng thứ 3. Đó là móc một mũi bính rồi quay ngược trở lại, móc một mũi đơn, móc 3 mũi kép đôi trong cùng một khoảng trống ở cụm 6 mũi của hàng trước đó. Móc 3 mũi bính, móc 3 mũi kép đôi vào cái khoảng trống mà trước đó đã móc. Lặp lại một lần.
móc một mũi bính, một mũi đơn, thì kết hàng thứ bảy. Hàng thứ tám thì cũng móc giống hàng thứ bốn, là móc lên bốn mũi bính này, rồi quay trở lại móc ba mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Trượt một mũi quay trở lại xuyên qua bốn vòng len, móc năm mũi bính, một mũi đơn vào giữa ba mũi bính đã tạo ở hàng trước đó. Móc năm mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Bỏ qua cụm một bính, một đơn một bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước, giữ tất cả các vòng len ở trên kim. Trượt một mũi, quay trở lại xuyên qua 7 vòng len. Lặp lại phần hình dấu hoa thị, nếu như mà trước đấy thì bạn tạo nhiều hơn 25 mũi bính, móc 5 mũi bính, một mũi đơn, 5 mũi bính. Móc 3 mũi kép đôi ngoặc trước. Móc một mũi kép đôi. Trượt một mũi quay trở lại xuyên qua 4-5 vòng len. Thế là kết thúc hàng thứ 8. Lặp lại hàng từ hàng 5 thứ 8 đến khi mà kết thúc sản phẩm. Sau khi móc được 8 hàng thì chúng ta đã có được 5 bông hoa rất là đẹp. Này các bạn nhìn mặt trái và mặt phải đều rất là đẹp. Mình hy vọng là với mẫu này thì các bạn có thể tạo ra được nhiều sản phẩm khác nhau. Mình xin dừng video tại đây. Mình hy vọng các bạn đăng ký kênh để cập nhật những video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.